Và ngay bây giờ thì chương trình muốn giới thiệu đến các bé, đó là ca khúc Tập Võ Bạn Ơi và Mùa Xuân của bé. Và với hai ca khúc này thì chúng ta hãy cùng dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chào đón bé Bảo Ngư.